Rồi mẹ qua đây mẹ mua thêm nho nữa nè con. Hai vợ chồng mình sẽ ra đây tự tính tiền, tự quẹt thẻ các bạn. Hello, Ryan của mẹ dậy rồi. Mẹ nè con. Hello. Hôm nay mình đi mua đồ với mẹ mình. Ồ, mình cười với mẹ của mình. Thì các bạn thấy là tụi mình mua rất là nhiều đồ luôn, ăn cho cả một tuần, có thể là dư cho tuần sau luôn mà chỉ khoảng 100 đô. Bây giờ là cả nhà là thấy Phương và anh Đê Linh là đúng là bố mẹ bỉm sữa luôn. Đi đâu cũng phải có túi nải, giỏ, có... Hôm nay mình đi siêu thị đi chợ với ba mẹ mình nha. Mình ngoan nha con. Nào, đóng lại cho con an toàn nào. Ryan đi mua trái cây với mẹ nha. Mẹ mua trái đào nè Ryan. Qua đây mẹ mua thêm nho nữa nè con. Mẹ ra đây mẹ mua đậu phụ hạnh nhân. Mẹ qua khu vực này để mua bánh mì để ăn sáng nè con. Mẹ mua một cái bánh mì ngọt để ăn sáng. Ryan của mẹ đang ngủ rồi. Ở đây có tất cả các loại bánh nè con. Có cả bánh sô-cô-la nữa. Wow, một cái bánh sô-cô-la bự như vậy chỉ có 4 đô à mọi người. Mẹ qua đây mua một cái bánh mì cho ba ăn sáng nè con. Bánh mì bagel nè. Mẹ sẽ mua 2 gói này. Wow, mẹ thấy được ba ở bên kia rồi nè Ryan. Mình đi ra với ba nha. Ba ơi. So we have the fish. They do lobster here too. Is it expensive? It's $14 a pound. I don't know how many pounds are in a lobster. Hôm nay, Dylan, Phương và bé Ryan lại cùng nhau đi chợ cuối tuần. Đây là một sở thích mới của gia đình mình. Vì Canada hiện nay vẫn còn mùa dịch, nên là gia đình mình cuối tuần chẳng thể đi đâu chơi được. Và bé Ryan thì cũng còn rất là nhỏ. Chỉ mới 11 tuần thôi thì hai vợ chồng mình cũng khó có thể sắp xếp mà đi ra ngoài hoặc đi ngoại ô du lịch như trước đây nữa. Nên những vlog hiện nay thì đa số gia đình mình sẽ làm về những vlog tại nhà của gia đình và những vlog đi mua sắm cuối tuần như thế này. Mời cả nhà cùng đi chợ với anh Dylan, Phương và bé Ryan nha! Ryan mỗi lần mà được đi ra ngoài đi chợ với ba mẹ là bé rất thích luôn đó cả nhà. Mời cả nhà xem hôm nay gia đình mình mua được những gì nha.
Ba mẹ đi sang đây. Khu vực này là bán kem nè Ryan. Mẹ mua kem về để ba mẹ ăn kem nè. Mẹ sẽ kiếm cái loại kem nào vegan bởi vì mẹ bị dị ứng sữa, Ryan ơi. No more. Yeah, I saw an ice cream cone over there, but I don't know if that waffle or not. Nhiều loại kem quá, mẹ chọn loại nào đây Ryan ơi? Còn chỗ này thì bán tất cả các loại bánh snack nè Ryan ơi. Mẹ xem có cái nào ngon và lạ thì mẹ mua. Mẹ mua bánh snack cool và cái đậu này. Hai vợ chồng mình sẽ ra đây tự tính tiền, tự quẹt thẻ các bạn. Bởi vì nhiều khi thu ngân tiếp xúc quá nhiều người, với lại tay người ta đụng vô đồ của mình thì mình cũng sợ. Thì các bạn thấy là ở đây tự tính tiền ở quầy như vậy thì rất là tiện nè. Thì mọi người đều tự giác hết. Nói chung là ở đây thì mọi người rất là thật các bạn. Nhiều khi mình thấy có khách là chỉ quên tính tiền một trái chanh thôi thì người ta cũng quay lại để tính tiền đó mọi người. Hello, Ryan của mẹ dậy rồi. Mẹ nè cơ. Hello. Hôm nay mình đi mua đồ với mẹ mình. Ồ, mình cười với mẹ của mình. Mình cười với mẹ của mình hả? Ta-da. Mẹ đóng lại nha. Trời mắt con quá, mẹ đóng lại. Mẹ nhìn con ở đây nè. Hello. Hello. Thì các bạn thấy là tụi mình mua rất là nhiều đồ luôn, ăn cho cả một tuần, có thể là dư cho tuần sau luôn, mà chỉ khoảng 100 đô, 106 đô mọi người. Mẹ nè con, sao vậy? Mình buồn, mình lonely quá hả? Mình cô đơn quá hả? Mẹ cho con pacifier nha. Nha. Chờ mẹ tí nha, mẹ rửa tay mẹ cho con pacifier nha. Chờ mẹ tí nào. Mẹ nè, mẹ nè, mẹ nè. Mẹ nè con. Nè, mẹ cho cái nấm nhú nè. Nè con. Mẹ con. À, em bé kia tròn quay. Đi về nhà nào, Ryan. Các bạn thấy là ai trước khi vào siêu thị cũng phải đeo khẩu trang và rửa tay thì mới được vào. Mẹ nè con, mẹ nè. Really? I thought it's over there, not too close. Oh, okay. Bây giờ là cả nhà là thấy Phương và anh Đê Linh là đúng là bố mẹ bỉm sữa luôn. Đi đâu cũng phải có túi nải, giỏ, có sữa, có bỉm bên trong như thế này. Và bây giờ thì tụi mình sẽ ghé vào cái siêu thị kế bên để mua cái miếng lót cho cái ghế ở ngoài ban công của nhà mình, và mua thêm một số cây cảnh để trồng thêm. Bởi vì bây giờ là mùa hè rồi thì Phương rất thích trồng cây vào mùa hè. Nhưng mà dạo này thì lúc mà mới vào mùa hè thì xanh em bé nè, rồi em bé nhỏ nè, không có thời gian. Bây giờ có thời gian hơn thì Phương sẽ chăm sóc cây cảnh. Phương rất thích trồng cây nè, trồng hoa, trồng trái, trồng cây ăn quả cơ mọi người. Hello Ryan. Ba mẹ mình chở mình đi chơi vui quá nè con. Hả? Mình ngồi trong xe mình cũng im ru à. Mình giỏi quá. Mình giỏi quá, mình ngồi trong xe ngoan quá. Mẹ thương con quá Ryan ơi. Em đang dòm em trong cái kiến à. Em đang dòm em trong cái gương nè cả nhà ơi. Mình đang soi gương. Mình đang soi gương. Thì các bạn thấy là hai bên đường nè có rất nhiều người không đeo khẩu trang nè.
ngồi ngoài ăn như vậy nè. Mình thấy là người Tây á, người ta cũng gan lắm mọi người. Người ta cho rằng cái COVID là một cái chuyện bình thường thôi, chỉ là một cái cảm nhẹ thôi. Một số người thì như gia đình mình thì mình nghĩ ồ, đây là một cái vấn đề, một đại dịch của toàn cầu. Nhưng mà một số người thì lại cho rằng đây chỉ là một cái dịch cúm nhẹ thôi. Nên là người ta vẫn không có chú trọng, người ta vẫn lơ là cái việc mà đeo khẩu trang mọi người. Thì bây giờ mua đồ xong thì hai vợ chồng mình sẽ ghé qua cái thùng để làm từ thiện. Nói là làm từ thiện mà không phải là gì hết, thì ở đây nếu mà quần áo hoặc là những cái đồ nào, đồ dùng gia đình mà các bạn không xài, thì ở đây có những cái thùng mà để cho các bạn quyên góp cho những người khó khăn các bạn. Thì lát nữa Phương sẽ quay lại cho các bạn coi ha. Mình quay lại để cho các bạn hiểu thêm về cuộc sống Canada mà thôi, chứ mình không có ý là khoe khoang đi làm từ thiện hay là gì nha mọi người. Nói chung là những quần áo cũ của anh Dylan và Phương thì không xài rồi, thì thay vì bỏ đi thì bây giờ mình cho lại những cái người khác, những người mà đang cần, thì nó sẽ có ý nghĩa hơn. Mình rớt cái nấm dứa của mình ra rồi. Cái nấm dứa của mình rớt rồi. Mình tới nhà rồi, Ryan ơi. Chào tạm biệt cô chú nha. Bye bye. Mình hy vọng mọi người thích clip này và tiếp tục ủng hộ cho gia đình mình và bé Ryan bằng cách nhấn nút subscribe hoặc nút đăng ký ở logo góc phải màn hình. Và đừng quên bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của gia đình mình nha. Chào tạm biệt. Bye bye.